Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Jenny Beauty TV. Trước tiên hãy like subscribe cho mình nha. Hôm nay mình đã mua một bàn đồ ăn ở Hải Phòng. Đây là ba món khá là lạ lẫm so với ở trong miền Nam. Mắm tép chân thịt này là khâu nhục, còn này là gỏi nộm sứa, này là dừa dầm. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái món này á, khâu nhục mà mình thấy có vẻ giống như là món thịt kho tàu của trong miền Nam. Tại vì cái nước nè, với lại cái miếng thịt to vậy và nó không có trứng thôi, nhưng mà cái thịt này nó làm rất là mềm mà nó cắt rất là to, đúng theo cái ý thích của mình luôn á. Mình nhìn rất là ngon, vì vậy là mình đã đặt mua ăn thử xem. Cái này là cái món ngon ở Hải Phòng nha. Ra thì cái mắm tép chân thịt này á, hồi lúc mình còn bé mình cũng ăn ở Hà Nội rồi, bác mình mua cho mình ăn á, mà mình rất thích, mình thích món này luôn nè. Nhưng mà ở trong này thật không có, ở Nha Trang cũng không có luôn, nhờ cái này chỉ có ngoài Bắc mình ăn nhiều thôi. Mà hôm qua mình kiểm tra mình thấy cái món này mình mua muốn xem là cái mùi vị nó có giống như với lúc mình nhỏ mình ăn không. Muốn xem là cái mùi vị nó có giống như lúc mình nhỏ mình ăn không. Còn đây là nộm sứa. Thì ở Nha Trang nó có gỏi sứa mình cũng ăn rồi, nhưng mà cái này là nấu làm theo phong cách của Hải Phòng, miền Bắc, cho nên mình cũng rất muốn thử. Cái món dừa dầm này nè, mình cũng ăn lần đầu luôn á. Này giống như là chè dừa. Bây giờ cùng ăn mình nhé. Thôi bây giờ mình ăn món ở giữa trước nha. Này là khâu nhục, nghe tên rất là lạ luôn á. Nhìn cái miếng thịt là ngon ghê á. Thịt rất là mềm. Rất là ngon. Có thịt rất mềm. Ăn như là tan ra trong miệng vậy đó. Nó hòa quyện. Nước thật không có bị mặn không? Cái món này rất là lạ nè. Khâu nhục. Mình biết tại sao nó lại có tên khâu nhục nhờ. Khâu nhục nghĩ là gì ta? Rất là ngon. Cái này là cái chỗ mình mua thì nói là người ta chuyển từ Hải Phòng về, một tuần có mấy chuyến á. Mình sẽ ăn gỏi nộm sứa. Rất là ngon. Cái sứa này nè, nó giòn lắm, ăn mà nghe nó rột 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 nè. Nó dai dai, giòn giòn.
mà nhưng mà ăn nó không bị cứng quá. Cái nước sốt rất là ngon, nó lạ lắm nha. Mình chưa ăn cái loại nước sốt này bây giờ á. Cái nước sốt mà trộn cho chung với lại kem chi gỏi rồi nè. Trong này có sứa nè, cóc non, cái này là rau mùi, rau thơm, cà rốt nè, có đậu phộng, có cả khô gà nữa. Chỗ mình mua nó có một cái món nữa là món sứa đỏ chấm bỏng, nghe rất là lạ, mình cũng muốn ăn thử nhưng mà mình sợ mình ăn không được, không quen, không nhận ở Bắc đó. Có rất nhiều món ăn vừa lạ ngon lắm. Hà mình thì lại chưa đi Hải Phòng bao giờ hết á, giống như mà có cơ hội mình cũng muốn du lịch ở đó là ăn thử các món ngon ở ngoài. Mình cũng có một vài người bạn Hải Phòng thì bạn mình nói là ở ngoài rất là ngon. Làm cho miếng ớt sao? Bây giờ mình sẽ thử món này. Mắm tép chân thịt. Cái này là thịt nạc xay xong rồi người ta nấu với lại mắm tép đó, như mắm tôm vậy á. Những cái mùi vị ngày xưa mình ăn ở Hà Nội mà. Trên này cũng có món thịt kho móng ruốc. Cái mùi nó đậm hơn với lại mắm tép trên thịt này nè. Gia vị của nó không có nồng quá cái mùi mắm như là cái món thịt kho móng ruốc hay mà ăn với rau luộc á. Chấm ngon lắm, ăn chung kèm ngon. Mình thấy trong ba món này thì mình thích cái này nhất. 1, 2 và 3. Tại vì thường mình thích thịt, mà thịt này ăn rất là mềm.
hình như mình thấy cái món này nghĩ là người ta chiên chiên thịt trước, sau đó người ta mới hầm ra cái da này nè, những là da đã chiên rồi, da thịt chiên á. Đây là bây giờ mình sẽ ăn cái dừa dầm này nha. Mình cũng không biết trong này còn có những gì nữa. Để mình coi. Có dừa, cùi dừa, xong rồi có rau câu. Cái nước này là nước cốt dừa nè. Nên là thịt dừa, thịt dừa, cùi cơm dừa, giống như hạt chân trâu á, mà màu trắng hơn, nhưng mà cái mùi dừa rất là thơm, cho nên tao gọi là chắc là dừa dầm á. Cái này nhìn giống như cơm dừa vậy á, nhưng mà nó là giống như là thịt á. Giống như thật đâu câu dừa vậy. Mình thấy món này rất là ngon nè, ăn lạ miệng. Giống như là xin sao hộp liệu với vẻ dừa. Hôm nay mình đã có một bữa ăn các món Hải Phòng rất là ngon. Mà mình nghĩ cái này không chỉ là đặc sản Hải Phòng, chắc là ở miền Bắc Hà Nội người ta cũng hay ăn một cái món này. Tại vì món này là mình ăn được ăn ở Hà Nội lúc mình còn bé nè. Con này mình cũng biết chứ, bọn miền Bắc hay ăn lắm, nói chung rất là ngon. Thì ba bốn món này cũng ngon hết đó. Các bạn nào mà muốn thử thì là đặt mua, các bạn lên Facebook á, đăng ghi chữ là món ăn Hải Phòng gì đó là nó sẽ có ra rất là nhiều page bán đồ ăn. Thì hôm nay mình đã có một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Chào tạm biệt. Quên chưa? Nãy giờ là cứ nhìn mấy miếng thịt không rồi luôn. Bên kia chào mọi người đi con. Nhà này bên kia ở nhà cách ly, bên kia cùng ú ú ú theo luôn. Tôi làm trẻ tôi. Chào tạm biệt.